Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo nhanh liên quan tới sự việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại Hà Nội. Theo báo cáo, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 18 tháng 6, tại công trình nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đông Yên B, thôn Việt Yên, Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội, ông DDT, sinh năm 1975, đang ở dưới lán công trường thì thấy mất điện. Sau đó, ông T đi quanh công trình tới khu vực thang tời vật liệu thì phát hiện 10 người công nhân nằm dưới đất, khu vực phía dưới thang tời. Sau đó, ông T cùng một số người đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 105, Sơn Tây, Hà Nội. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bệnh viện thông báo ông NDT, quê Quốc Oai, ông NVI, quê Sơn La, ông LVS, quê Hà Giang đã tử vong, 7 người khác bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đứt cáp vận hành thang tời vật liệu xây dựng trong quá trình thi công công trình. Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình người chết, 5 triệu đồng trên trường hợp bị thương nặng và 3 triệu đồng trường hợp bị thương nhẹ.